ai ở đây từng rơi vào cảnh ngộ giống như mình không? Ngày 1 chả được giọt nào, ngày 2 được 2 giọt, ngày 3 sữa không ra, tắc thiệt sữa phát sốt luôn. Mình lần mò mãi và đã tích sữa thành công từ 0 giọt lên 1,5 lít mỗi ngày đấy. Bây giờ mỗi lần hút sữa, mỗi lần cho con ti là một niềm vui. Mình làm video này là để chia sẻ ví nhiều sữa cho các mẹ mới sinh nhé. Bí quyết của mình là uống lợi sữa 2 mâm, ngày 2 lần, sáng và tối sau bữa ăn 30 phút. Trước mình cũng có sử dụng mấy loại lợi sữa khác nhưng mà không ăn thua, thành ra mình cứ bị kỳ thị mấy cái sản phẩm lợi sữa ấy. Nhưng chị gái mình đưa cho mình loại này thì thực sự rất là dễ uống và không ngờ là chỉ sau 3 hôm thì sữa về nhiều thật sự luôn. Mình tìm hiểu thì được biết rằng cái cơ chế của cái lợi sữa 2 mâm này rất là hay đó các mẹ. Nó giúp kích thích tăng cái khả năng tiết sữa của các cái nang tuyến sữa và cân bằng các cái hormone gồm có là prolactin này, oxytocin này, từ đó thì sẽ hỗ trợ tận gốc cái tình trạng đó là ít sữa và sữa loãng. Đây là sản phẩm được sản xuất bởi công ty dược, được điều chế từ 12 loại thảo dược quý có tác dụng kích sữa và tăng sữa nhanh nhất, nên là các mẹ hãy an tâm để sử dụng nha. Các mẹ nào muốn sữa nhiều, sữa đặc, con tăng cân đều thì đừng bỏ qua em lợi sữa 2 mâm này nhé.